Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị cũng như là quý Phật tử xa gần có một ngày mới, một buổi sáng ngày 23 tháng 9 thứ hai đầu tuần có nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an bên gia đình và người thân của mình. Mong là tất cả cô chú anh chị khi mà có xem được video cũng vui lòng ủng hộ cho Hải một lượt like, được đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hải chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Dạ, do mấy ngày nay bị bệnh của chú anh chị, lớp con bệnh, lớp Hải bệnh, nó bị khan tiếng nên nhiều khi tiếng nói nó hơi nhỏ, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Dạ thì sáng ngày hôm nay Hải cũng tiếp tục làm một cái đoạn clip ngắn để mà cập nhật tình hình của sư thầy Minh Tuệ, chia sẻ đến tất cả bà con và cô chú anh chị mình. Bởi vì Hải cũng biết là mỗi buổi sáng bà con chúng ta cũng rất là trông chờ Hải sẽ live stream để mà cập nhật cái tình hình của thầy. Nhưng mà vì tính chất công việc của cô chú anh chị hơi bận tí xíu nên các thứ lo nữa, nên hãy không có live stream trong cái thời gian này được á, mà chỉ có thể làm những cái đoạn clip ngắn thôi. Thậm chí cô chú anh chị mình còn thấy là hãy còn phải live tiếp sóng, là mở máy từ những cái kênh YouTube mà có mặt trực tiếp ở những cái vùng lũ hay là những cái vùng mà đang bị ảnh hưởng bão sau cơn bão số 3 đó cô chú anh chị, thì hãy chụp cũng chỉ là live trực tiếp và tiếp sóng từ xa thôi, chứ Hải cũng đâu có thể thực hiện hình để mà ngồi cập nhật được đâu, cho nên mong cô chú anh chị thông cảm nha. Dạ, không để cho tất cả bà con và cô chú anh chị mình chờ đợi lâu nữa, thì Hải sẽ cập nhật cái tin của sư thầy Minh Tuệ đi khất thực trong ngày hôm nay để mà chia sẻ cho tất cả bà con và cô chú anh chị chúng ta luôn. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Hải cũng đã nhận được cái thông tin từ một nguồn tin này nha cô chú anh chị, phía của các anh ở bên ngoài trạm gác chứ không phải là nhà các anh bên trong núi, nhưng mà Hải cũng đã chia sẻ trong rất là nhiều clip, nhưng mà nhiều khi Hải lặp lại á, là để cho bà con cô chú anh chị Phật tử khán giả nào mà lần đầu tiên đến với kênh cũng biết được từ đâu có được cái nguồn tin đó, là từ một cái người dân, một cái người anh, các anh chị có mặt tại bên ngoài khu vực trạm gác của Vĩnh Phương, Khánh Hòa, Nha Trang, khi mà sáng dậy sớm đến đó ngồi đợi gặp bà con bên trong núi ra thì hỏi cái thông tin của thầy, và sẽ hỏi nhiều khi á được gặp ngay những cái người mà đã cúng dường cho thầy trong buổi sáng này, thì họ cũng cập nhật lại một cách rất là chi tiết và Hải sẽ báo lại cho cả nhà mình cũng được biết cái tin thầy từ xa. Thì như cái buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy, tầm khoảng chừng 6 giờ 40 phút thì Hải đã nhận được cái thông tin mà anh đã chia sẻ cho Hải rồi. Thì hôm nay anh cập nhật cái dòng tin nhắn cụ thể như thế này: Hải ơi, hôm nay tầm khoảng chừng 6 giờ 10 phút thì bà con bên trong núi đã thấy thầy xuống khất thực rồi. Không biết được chính xác thầy Minh Tuệ đã đi khất thực được bao nhiêu nhà, nhưng mà chỉ biết chi tiết là khoảng chừng 6 giờ 10 thầy đã xuống khất thực. Hướng thầy đi hôm nay không phải trạm điện mà thầy đi vòng lại hướng bên công ty bia, tức là hướng Nghĩa Trang đó cô chú anh chị. Tại vì cái hướng bên công ty bia là cái hướng ra Nghĩa Trang, là cái hướng đi ra gần ở ngoài lộ nhất. Hãy cũng gọi là đón thôi nha. Nhiều khi thầy đi một đường đó lâu lâu một cái để mà nhìn xem ở phía trước coi có bà con Phật tử đông hay không. Mà chỉ đoán vậy đó cô chú anh chị. Tại vì giờ đôi khi thầy cũng muốn đến gần gần để xem có bà con Phật tử có còn đứng đó không. Nhiều khi thầy đứng tính xa xa tí nữa để mà giao duyên cho bà con mình được nhìn thấy dù là một cái thấp thoáng từ xa đó cô chú anh chị trong cái thời gian này. Dạ, thì như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9 2024 thứ hai đầu tuần, thì Hải cũng nhận được cái thông tin cụ thể từ bà con ở khu vực của Vĩnh Phương, Khánh Hòa, Nha Trang đã cập nhật là thầy Minh Tuệ vẫn mạnh khỏe bình an. Tại vì có mạnh khỏe mới đi xuống chân núi khất thực được cô chú chị. Thì cụ thể cái thời gian mình không nói chính xác đi, mình nói là khoảng chừng tầm hơn 6 giờ thì thầy Minh Tuệ đã xuống khu vực khất thực ở tại hướng là hướng Nghĩa Trang, tức là hướng của công ty bia. Hôm nay thì giao duyên bao nhiêu nhà thì Hải chưa có cập nhật được cái chi tiết cụ thể, nhưng mà tình hình cụ thể thì chúng ta cũng biết được rằng là trong cái ngày hôm nay thì thầy Minh Tuệ đã có xuống khất thực và hướng của thầy đi, tức là cái hướng Nghĩa Trang, tức là hướng bên công ty bia nha cô chú anh chị. Còn cụ thể chi tiết mấy nhà thì nếu mà có cái thông tin thêm thì hãy cập nhật sau nha. Và kế tiếp nữa thì Hải cũng sẽ cập nhật luôn cái tình hình của các sư thầy khác trên Y Phán Tảo để cho bà con Phật tử chúng ta cũng có thể biết được cái thông tin. Có thông tin của thầy Minh Tuệ rồi mình cũng có thể đảnh lễ từ xa nha cô chú anh chị. À mà quên, Hải quên chia sẻ cái hình ảnh avatar trên đây. Tại vì hồi nãy Hải nói cái đoạn cuối mà thầy đi ra xa xa phía trước mà để
nhìn xem có bà con đông không á, muốn cho bà con mình một cái duyên á. Thì hôm nay hãy thấy được một cái hình ảnh này nè, được chụp lại thì cái chỗ mái lá đó đó thì nó rất là giống ở đâu cô chú anh chị mình thấy có quen không, có thấy rất là quen đúng không, mà có phải là nó rất là giống với lại cái chỗ mà đài truyền hình VTV1 đã đến quay đúng không cô chú anh chị, trong hình như là 31 tháng 7 thì phải ha, hãy nhớ như bằng máng là 31 tháng 7 hay 31 tháng 8 gì đó thì đài truyền hình đã đến quay đó. Thì cái góc mà trong cái chỗ mà cái cốc có cái bộ ngựa đó cô chú anh chị mà sư thầy ngồi, thì có biên tập viên người ta phỏng vấn á, thì cô chú anh chị nhìn thấy cái khung cảnh này nó có quen thuộc hay không. Thì đây là cái hình ảnh mà ngày hôm nay hãy cũng mới vừa gọi là tìm được, tìm tòi được tới cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị hỏi mình nguồn từ đâu thì hãy cũng không có biết làm sao trả lời, là chỉ biết được tìm được cái hình ảnh mới này xuất hiện ở đây. Và trong lòng của Hải nghĩ đây là hình ảnh mà Phật tử người ta cập nhật, người ta chia sẻ cái hình ảnh của thầy ra. Và một cái chữ nhớ có nghĩa là rất là nhiều bà con Phật tử người ta nhớ thầy, mong nhớ thầy và muốn được nhìn thấy, muốn được gặp thầy, tiếp tục bộ hành và tiếp tục khất thực giao duyên với tất cả bà con mình. Đó là cái điều mà hãy cũng đoán chính xác là như vậy, không cần phải đoán mà là chính xác như vậy cô chú anh chị, tại vì hãy biết bà con Phật tử mẹ ai cũng rất là mong nhớ thầy rồi. Đúng không cô chú anh chị? Hãy biết là ai cũng rất là mong nhớ thầy rồi. Hãy định trích lục lại xem cái nguồn gốc cái tấm ảnh, nhưng mà thôi mất công. Để cho cả nhà mình nhìn thấy như vậy cũng mừng rồi. Một cái hình ảnh của sư thầy Minh Tuệ trên y văn tảo và mắt nhìn xa xăm. Không biết là đang hướng về có phải là những cái miền mà các tỉnh phía Bắc, nơi mà đã hứng chịu những cái nỗi đau thương mất mát trong những cái ngày qua, từ những cái trận bão số 3 nó xảy ra đó cô chú anh chị. Thì có thể là thầy đang niệm vào hồi hướng về các tỉnh phía Bắc không chừng, để mong cho là những cái vụ như là sập cầu Phong Châu có thể tìm được thi thể, rồi vụ sạt lở ở làng Nũ, rồi những cái vụ sập nhà ở Yên Bái, thì để có thể tìm được những cái nạn nhân trong những cái trận gọi là lũ lụt rồi sạt lở nó gây ra mà chưa tìm được thi thể đó của chú anh chị. Thì hãy cũng cảm nhận được cái điều đó từ cái hướng mà sư thầy Minh Tuệ đang nhìn là như vậy. Rồi hãy cập nhật tình hình của các sư khác cho cả nhà chúng ta được biết nha, chị Toán qua hai cô chú anh chị. Dạ đây là trên cái hình ảnh mà tất cả bà con và cô chú anh chị mình đang xem, được cập nhật là hình ảnh của sư Minh Túc và sư Minh Kiên, đi khất thực 2 ngày liên tục mà được hữu duyên mà chứ bà con người ta cúng dường đó cô chú anh chị, đều toàn là bánh, cũng rất là hoan hỷ khi mà bà con ở tại khu vực của địa phương đó là luôn tạo cái điều kiện và luôn hết mình, luôn gọi là hoan hỷ để mà cúng dường cho các sư trên y phấn tạo khi mà hữu duyên gặp thầy. Dù cho các thầy xuất hiện một cách đột ngột đi thì có gì thì Phật tử cũng lấy, mà trong đoạn clip chia sẻ là hầu như mấy ngày nay bà con Phật tử người ta cúng bánh hay cô chú anh chị cũng hoan hỷ ha cô chú anh chị, thấy được các sư còn mạnh khỏe là mình đã mừng rồi. Còn trên hình ảnh này là một cái hình ảnh được cập nhật trong sáng ngày 22 tháng 9, đó là hình ảnh của sư Tâm Dũng nha cô chú anh chị. Sư cũng đang bộ hành đi khất thực, đi giao duyên với tất cả bà con trên đường, và cũng được bà con Phật tử người ta cũng trợ duyên, người ta cũng cúng dường cho sư đó cô chú anh chị. Mình rất là hân hoan với những cái hình ảnh đẹp như thế này, cứ đi tới đâu mà thấy các thầy trên y phấn tảo đó mà cứ được bà con Phật tử dù là ở địa phương, ở tại nhà hoặc là trên những cái chiếc xe bất ngờ chạy qua mà dừng lại ghé lại một chai nước suối, một cái miếng bánh thì dâng cho các sư các thầy trên y phấn tảo thì là một cái phước báo rất là vô lượng các cô chú anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một cái hình ảnh đẹp nữa của sư Tịnh Độ. Thì hôm nay hãy cũng đã có thông tin nhưng mà tại vì hãy không có cập nhật, hôm nay hãy thấy thầy sư thầy Tịnh Độ cũng khỏe rồi, cũng ngồi dậy được, các cô chú anh chị đang ở trong bệnh viện á, thì cũng cập nhật chia sẻ cho cả nhà mình luôn. Mặc dù đang nằm trong bệnh viện nhưng mà vẫn có một cái sự từ bi khi mà thấy giường bên cạnh của hai người gọi là hai người nước bạn á cô chú anh chị, tức là có thể là Cam hoặc là nước nào đó mình chỉ đoán gì đi,
thì tức là quốc gia khác, hai người này cũng bị một cái sự cố bị bệnh ở đó, thì thấy cũng hoàn cảnh khó khăn, thì sư Tịnh Độ cũng bán đi cái vật kỷ niệm trên tay của mình đang cầm đưa cho cô chú anh chị xem đó, để mà trích ra một cái số tiền để giúp đỡ cho vợ chồng, không phải là lớn quá nhưng đó là cái tấm lòng, cái sự từ bi của các sư thầy trên đi vắng tảo hả cô chú anh chị, lan tỏa đi những cái gì tích cực và lan tỏa đi những cái gì tốt đẹp, những cái gì mà làm cho cuộc sống chúng ta nó trở nên tốt hơn, chân thiện mỹ hơn, thì hãy nghĩ là chúng ta cần nên lan tỏa như gì cô chú anh chị. Dạ thì video trong ngày hôm nay hãy cũng chỉ cập nhật cho tất cả bà con mình cụ thể như trên là hình ảnh của sư Minh Tuệ, phải nói rất là đẹp, phải nói một cái ánh mắt xa xăm, một cái hướng dù là chụp sau lưng thôi nhưng mà nó làm cho nhiều bà con Phật tử mình có một cái sự thổn thức. Thổn thức thứ nhất là nhớ trong nhiều ngày muốn gặp thầy, hai nữa là cái hướng mắt của thầy đang hướng về đâu, có phải là về đồng bào các tỉnh phía Bắc để mà cầu mong cho họ được siêu thoát, rồi được tìm thấy được thi thể để mà trở về an nghỉ với lại là thân nhân, với lại người thân của mình, đúng không cô chú anh chị? Cũng như cái tình hình của sư thầy Minh Tuệ hôm nay cũng mạnh khỏe bình an, đi khất thực bình thường giao duyên với tất cả bà con ở khu vực của hướng Nghĩa Trang, và các sư khác cũng vậy, trên y phấn tạo tiếp tục với lại là một cái bát đôi chân trần, đi bộ hành khất thực ở bất cứ một cái tỉnh thành trong nước Việt Nam mình, vẫn được sự hỗ trợ của bà con Phật tử, vẫn được sự ủng hộ từ lực lượng chức năng, thì cho thấy một điều, sự giác ngộ hạt giống Bồ đề đã được dâng cao rất là nhiều trong cái thời gian qua, cũng nhờ từ sự giác duyên của sư thầy Minh Tuệ, đúng không cô chú anh chị? Dạ thì hãy chân thành cảm ơn tất cả bà con và cô chú anh chị cũng đã dành thời gian để mà xem đoạn clip trong sáng ngày hôm nay thứ hai đầu tuần. Nếu như mà có những cái thông tin nào mới nữa, hãy sẽ cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả bà con mình. Và hãy cũng thường hay like cái buổi trưa, tầm tầm trưa trưa chút đó, cô chú anh chị 9-10 giờ gì đó. Hãy hay like tiếp sóng từ xa của các kênh YouTube mà các anh chị có mặt trực tiếp ở tại làng Nũ của Lào Cai á, để mà cứu trợ tìm kiếm nạn nhân. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có rảnh trong cái thời gian đó khi mà hãy live stream tiếp sóng từ xa như vậy á, thì có thể vào ủng hộ giúp cho Hải Mục được xem một lượt like nha. Hải cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ thì một lần nữa hãy kính chúc cho tất cả cô chú anh chị, quý khán giả và con Phật tử mình có một ngày mới có nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Hải xin chân thành cảm ơn, xin phép được dừng tại đây. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị mình ạ. À.